Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, bước sang tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn, hai con giáp dưới đây sẽ gặp đủ thứ đen đủi, rắc rối. Dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, bạn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách trong công việc. Tại nơi làm việc, có thể bạn sẽ gặp hạn thị phi, tài bày vạ gió. Những tranh chấp về tiền bạc trong tháng sẽ khiến bạn thêm căng thẳng. Phương diện tình cảm cũng không mấy tốt đẹp khi hai bạn không chịu hiểu và không đặt mình vào vị trí của đối phương để thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi khuyên bạn hãy luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, khó khăn nào cũng sẽ qua. Điều quan trọng là chúng ta học được gì từ sau những khó khăn đó. 1. Tuổi Thìn. Thật không may khi tử vi dự báo tháng 3 năm Quý Mão 2023 lại xếp Thìn vào danh sách những con giáp có vận trình bấp bênh và nhiều thăng trầm nhất trong tháng này. Hung vận của bạn đang khá lớn, chớ nên chủ quan, kẻo sôi hỏng bỏng không, làm nhiều mà kết quả chẳng ra sao. Thìn tự hình, tháng này, người tuổi Thìn có thể sẽ gặp những rắc rối trong khi đang giải quyết công việc hoặc vấn đề với đồng nghiệp. Bản mệnh nên chú tâm vào việc đang làm, xác định rõ mục đích là gì và đừng để những chuyện vụn vặt riêng tư khiến mình bị phân tâm. Hãy cố gắng nỗ lực và chăm chỉ để giành được thành công. Cạnh tranh trong tháng tăng cao, công danh sự nghiệp gặp nhiều cản trở. Nếu không đủ tỉnh táo để bảo vệ bản thân, bạn có thể rơi vào bẫy dập của kẻ tiểu nhân phá hoại. Nội bộ xảy ra lục đục cũng khiến công việc tiến triển không được suôn sẻ đúng như mong muốn của bạn. Đây là lúc bản mệnh sẽ cần dùng tới kinh nghiệm của mình để bình tĩnh, từ từ giải quyết từng việc, hạn chế gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Hơn nữa, sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Đôi bên khó có thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút là điều tất yếu. Trong vấn đề tài chính, bạn được khuyên cũng cần phải cẩn trọng, không nên tin lời người khác thái quá. Nếu cứ mù quáng nghe theo những lời mời gọi mà không có sự kiểm chứng, bạn sẽ rất dễ bị lừa lọc, lợi dụng, bởi đó có thể là cái bẫy của kẻ xấu. Đừng vì cái lợi trước mắt, tham lam mà không suy tính đến hậu quả sau này. Các khoản chi ra cứ tăng vèo vèo, thu nhập thì dậm chân tại chỗ. Trong tháng này, tuổi Thìn có thể sẽ tốn một khoản tiền kha khá để bù đắp cho sai lầm của mình trước đó. Người tuổi Thìn có thể sẽ phải đấu tranh tình cảm khá nhiều trong tháng 3 này. Nếu đang có một mối quan hệ không lành mạnh, thì bạn nên biết để dừng lại đúng lúc, bởi thứ bạn cần là tình yêu chân thật, chứ không phải là việc duy trì thói quen ở bên một ai đó. Ngoài ra, bản mệnh cũng dễ vướng vào những thị phi liên quan tới tình cảm, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và cả hạnh phúc lứa đôi. Vì thế, trong mọi mối quan hệ, bạn cần phải giữ khoảng cách phù hợp. Đồng thời, bạn cũng không nên giấu kín nửa kia bất cứ điều gì. Tháng này, vợ chồng người tuổi Thìn không tránh được những lúc mâu thuẫn trái ý kiến với nhau. Bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Có gì khó chịu thì nên bình tĩnh trao đổi với người ấy. Có như vậy mới tìm được hướng giải quyết. Ngược lại, nếu bạn luôn cường điệu quan điểm của bản thân, không chịu lắng nghe đối phương, thì đôi bên rất dễ nặng lời, gây tổn thương cho nhau. Khi rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, các cặp vợ chồng cần hết sức cẩn thận trước nguy cơ cái thứ ba chen chân, phá hoại tình cảm. Tử vi chỉ ra rằng, thời tiết lúc này đang giao mùa, người tuổi Thìn nhớ cố gắng giữ gìn cơ thể. Những ai làm ăn kinh doanh, thường xuyên phải tham gia các cuộc nhậu say sưa, khiến sức khỏe đang giảm sút rõ rệt. Bạn cần biết nói lời từ chối để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, khi việc di chuyển trong tháng này khá thường xuyên, thì bạn cũng cần cẩn thận hơn trong việc cầm lái, luôn đề cao sự an toàn của bản thân và mọi người lên trên hết. Nhất định không được điều khiển xe trong tình trạng say xỉn. Để tình hình sức khỏe có thể cải thiện tốt hơn, bạn nên tìm lại kết nối với cơ thể thông qua những lớp học yoga hoặc thể dục nhẹ nhàng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tuất. Thêm một cái tên được dự đoán gặp không ít sóng gió trong tháng 3 này chính là tuổi Tuất. Chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi Tuất có vẻ khá cẩu thả trong tháng này. Bạn không suy nghĩ quá nhiều trước khi bắt tay vào công việc nào đó. Chính vì vậy mà bạn rất dễ mắc phải lỗi sai, tốn công sức và thời gian khắc phục. Trong tháng này, bạn cần nhắc nhở bản thân mình phải cẩn thận hơn, nhất là khi có ai đó góp ý cho bạn. Bạn chớ nên cố chấp giữ quan điểm của mình, bởi có thể người khác đã nhìn thấy những lỗi sai hoặc nguy cơ mà bạn chưa nhận ra. Trong thời gian tới, người tuổi Tuất không nên mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư làm ăn lớn, kẻo dễ bị kẻ gian lừa gạt. Trong thời điểm hiện tại, bản mệnh nên nỗ lực nhiều hơn để đạt được những thành tựu mong muốn.
Đặc biệt, bạn nên hạn chế tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp để mọi việc thuận lợi, có những việc không phải cứ thích là nói, kẻo sẽ đẩy bản thân vào tình cảnh éo le. Tình hình tài chính của người tuổi Tuất trong tháng này khó có thể có được tiến triển như mong muốn ban đầu. Bạn không nên đặt mục tiêu quá lớn, khiến bản thân mệt mỏi, lại dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là, kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội tranh công. Bạn nên tập trung cao độ để tránh mắc lỗi khi làm việc. Với người làm ăn kinh doanh, bạn gặp nhiều trắc trở trước các đối thủ cạnh tranh. Con giáp này cần phải bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, tránh vội vàng mà vướng phải thua lỗ lớn hơn. Khó khăn chất chồng, áp lực không nhỏ, nhưng bạn cũng chớ nên suy nghĩ tiêu cực, nếu không sẽ càng đẩy bản thân vào thế chân tường. Hãy vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, bình tĩnh suy nghĩ, ắt sẽ tìm ra được giải pháp phù hợp. Phương diện tình cảm cũng không mấy khởi sắc khi bạn đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho người ấy và điều đó khiến nửa kia của bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn không nên bắt ép người mình yêu phải giống với hình mẫu mà mình đã đặt ra. Thực chất thì tình cảm của các cặp đôi tuổi Tuất không xảy ra biến cố gì quá lớn, nhưng chính việc thiếu trò chuyện, mải mê lo cho việc của riêng mình đang dần tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Hai bạn cứ nghĩ mối quan hệ này đang rất ổn định, nhưng có thể đó chỉ là bình yên trước cơn giông bão mà thôi. Do đó, bạn cũng như người ấy cần phải chú ý hơn trong việc dành thời gian với nửa kia. Cách làm này có thể càng tăng sự kết nối giữa hai người. Ngoài ra, nếu rảnh rỗi, hai người đừng quên hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối về cả thể chất và tâm hồn. Với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi Tuất khó có thể cảm thấy lạc quan, khỏe mạnh. Bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực công việc, thậm chí dễ bị stress, trầm cảm. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần thường xuyên chia sẻ với người đáng tin cậy, không nên giấu trong lòng, khiến áp lực gia tăng. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra hai con giáp xui xẻo nhất trong tháng 3 năm 2023 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong hai con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.